Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng thủ đoạn tinh vi, Trần Thị Hát đã lừa đảo, chiếm đoạt 13 xe ô tô đắt tiền của nhiều người. Ngày 29 tháng 7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Trần Thị Hát, sinh năm 1997, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Trần Thị Hát là nhân viên kinh doanh bán hàng của một đại lý xe ô tô tại thành phố Vinh. Từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ để có tiền trả nợ nên Trần Thị Hát đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô tô trước đây mà Hát tư vấn. Tiếp đó, Hát đưa ra thông tin là hãng ô tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao cho hát. Khi lấy được tài sản của khách hàng, Trần Thị Hát đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra, Hát còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai thuê xe ô tô. Sau khi thuê được xe, Hát đưa xe ô tô đi cầm cố lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo. Bằng các thủ đoạn trên, Trần Thị Hát đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, Chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hai vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng. Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn khi nôn ói trong phòng ngủ. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự một người đàn ông đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn khi nôn ói trong phòng ngủ. Ngày 28 tháng 7, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Cù Minh Bình, 34 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Bình đã dùng dao đâm chết bạn nhậu là anh NHH, 34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định. Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 7, Bình đến phòng trọ của anh Hát tại thành phố Buôn Ma Thuột để ăn nhậu. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Bình say rượu nên vào phòng ngủ của anh Hát nằm nghỉ. Một lúc sau, anh Hát đi vào nhìn thấy Bình đang nôn ói ra phòng ngủ nên chửi bới và yêu cầu Bình dọn dẹp khiến hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh hát dùng cùi trỏ đè lên vai và cổ của Bình rồi thách thức đánh nhau. Sẵn men rượu trong người, Bình nổi nóng vùng dậy, lấy con dao phía nhà bếp đâm trúng ngực trái của anh hát. Gây án xong, Bình gọi điện thoại cho em gái của anh hát đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh hát đã tử vong ngay sau đó. Nghi vấn đen tuông Người đàn ông đâm gục vợ cũ trên phố ở Vĩnh Phúc. Một phụ nữ bán vé số tại vỉa hè phố sóc sơn, phường Trưng Trắc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bất ngờ bị chồng cũ dùng hung khí đâm nhiều nhát. Khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 7, chị Vũ Thị Lờ, 34 tuổi, ở phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, ra vỉa hè phố sóc sơn, phường Trưng Trắc thành phố Phúc Yên để bán vé số thì bất ngờ có người đàn ông cầm hung khí lao đến. Chị Lờ bỏ chạy liền bị người đàn ông đuổi theo dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người chị này. Người đàn ông chỉ dừng tay khi thấy chị lờ, nằm bất động. Ngay sau đó, người đàn ông rời khỏi hiện trường. Người dân xung quanh lập tức đưa chị lờ đến bệnh viện đa khoa Phúc Yên cấp cứu, tuy nhiên do tình trạng thương tích nặng nên chị được chuyển xuống bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị. Theo người dân chứng kiến vụ việc, người đàn ông đâm chị lờ là Nguyễn Văn P, 35 tuổi, chồng cũ của nạn nhân, hai người đã làm thủ tục ly hôn từ nhiều năm trước. Người dân cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ ghen tuông. Lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Trưng Trắc thông tin, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân và nghi phạm từng có quan hệ vợ chồng. Đối tượng gây án đã bị bắt giữ, công an phường Trưng Trắc và công an thành phố Phúc Yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, vị lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Trưng Trắc cho biết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại